Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bắc Kinh áp lực Hà Nội không tiếp xúc chính thức với Đài Loan. Theo thông tin từ báo Đất Việt ngày 11 tháng 8, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa cam kết duy trì chính sách một Trung Quốc, không tiếp xúc chính thức dưới bất kỳ hình thức nào với Đài Loan. Hình ảnh Nguyễn Minh Vũ bên trái trong chuyến thăm Trung Quốc. Động thái mới của Hà Nội cho thấy sự hèn kém và lệ thuộc vào Bắc Kinh càng lúc càng tăng. Đề nghị trên được Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Tổng thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, trưởng đoàn đàm phán cấp cao chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc đưa ra trong chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh từ ngày 9 và 10 tháng 8. Phía Việt Nam nói hai bên đã trao đổi ý kiến cởi mở thẳng thắn về vấn đề biên giới lãnh thổ qua việc đề xuất các biện pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề này trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các văn kiện chung về biên giới trên đất liền. Trong cuộc gặp với trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Nông Dung, hôm 10 tháng 8, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ được Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời nói rằng Việt Nam sẽ duy trì chính sách một Trung Quốc và sẽ không tiếp xúc chính thức dưới bất kỳ hình thức nào với Đài Loan. Theo Reuters, Bắc Kinh luôn đề cập đến chính sách một Trung Quốc để gây áp lực buộc các quốc gia không được thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Vì những nét đặc thù lịch sử để lại, quy chế của Đài Loan có thể gọi là lưỡng tính. Chưa bao giờ Đài Loan tuyên bố chính thức độc lập, nhưng trên thực tế, Đài Loan xây dựng thể chế cộng hòa, có một chính phủ dân chủ riêng, có quân đội, hệ thống hành chính, ngoại giao, tiền tệ hoàn toàn độc lập. Trước quy chế như vậy, chỉ có 15 quốc gia trên thế giới chính thức công nhận Trung Hoa Dân Quốc và duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, điều mà Bắc Kinh không chấp nhận và luôn tìm mọi cách để gây áp lực, ngăn cản. Từ năm 1971, Đài Loan không còn được hiện diện là thành viên Liên Hiệp Quốc, thay vào đó là vị trí của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, Đài Loan vẫn có một mạng lưới ngoại giao thực sự với 110 cơ quan ngoại giao và có mặt tại 75 quốc gia, theo thống kê của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp. Lấy thí dụ như tại Pháp, chính phủ Đài Loan có văn phòng đại diện Đài Bắc. Ngược lại, Paris cũng có đặt một văn phòng đại diện tại Đài Bắc. Tuy nhiên, với cơ quan này không bao giờ được gọi là đại sứ quán, cũng như lấy tên gọi là Đài Loan, do các đòi hỏi của Bắc Kinh. Hình ảnh bà Thái Anh Văn. Năm 1991, chủ nghĩa cộng sản sụp đổ tại Liên Xô và Đông Âu, khiến Việt Nam mất đi chỗ dựa về cả kinh tế, quân sự, ngoại giao. Điều này buộc lòng Việt Nam phải mở mối quan hệ ngoại giao với các nước tư bản. Đài Loan là một trong những quốc gia đầu tiên của quá trình ấy. Năm 1992, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam được thành lập, có vị thế tương đương đại sứ quán một cách không chính thức. Tuy là một quốc gia có mối quan hệ mật thiết và chỉ chính thức công nhận chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cũng như chính sách một Trung Quốc, Việt Nam vẫn duy trì mối quan hệ ngoại giao không chính thức với Đài Loan một cách độc lập. Những tác động từ văn hóa, đại lưu, di dân hoặc hợp tác lao động, hợp tác đầu tư đã củng cố mối quan hệ không chính thức này. Hai nước thường xuyên duy trì những chuyến viếng thăm song phương giúp đẩy mạnh dòng vốn đầu tư đáng kể giữa Đài Loan và Việt Nam. Đảo Đài Loan từ nhiều năm nay vẫn sống dưới những sức ép và đe dọa quân sự thường trực của Bắc Kinh. Kể từ khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ đặt chân tới Đài Bắc hôm 2 tháng 8 năm 2022, hòn đảo này thực sự ở trong không khí chiến tranh cận kề, với những phản ứng quân sự dữ dội của Bắc Kinh, được cho là để phản đối chuyến thăm Đài Loan của bà Nancy Pelosi. Bắc Kinh luôn khẳng định hy vọng thống nhất trong hòa bình đưa Đài Loan trở về với Hoa Lục mà không phải nổ súng. Thế nhưng kịch bản của một cuộc xâm lược quân sự vẫn được đặt lên bàn. Chính quyền Đài Loan và Mỹ cũng đã tiên liệu một cuộc can thiệp quân sự của Trung Quốc vào Đài Loan là có thể xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo .d với bản tin Bắc Kinh áp lực Hà Nội không tiếp xúc chính thức với Đài Loan. Việt Nam sẽ cô đơn nếu bị Trung Quốc ức hiếp. Ngày 5 tháng 8 vừa qua, tàu hải cảnh Trung Quốc đã phun vòi rồng vào các tàu Philippines chở hàng tiếp tế cho toán thủy quân lục chiến đồn trú ở chiếc tàu mắc cạn trên bãi Cỏ Mây. Hình ảnh tàu cảnh sát biển Việt Nam bị tàu hải cảnh Trung Quốc bám theo trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines lên án mạnh mẽ các hành động nguy hiểm của lực lượng hải cảnh Trung Quốc và nhận được sự ủng hộ từ Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Đức và Canada. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định nước này sẽ sát cánh cùng đồng minh Philippines và khẳng định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các tàu công vụ, máy bay và lực lượng vũ trang của Philippines sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung theo Điều 4 Hiệp ước Phòng thủ chung của Mỹ và Philippines năm 1951. Vụ việc vừa xảy ra tại Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu tiếp tế Philippines làm dấy lên câu hỏi Việt Nam sẽ đứng một mình nếu bị Trung Quốc ức hiếp. AFA dẫn lời tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICIS của Singapore, rằng nếu xảy ra với Việt Nam thì Mỹ có thể sẽ lên tiếng, nhưng Việt Nam và Mỹ chưa phải là đồng minh nên phản ứng của Mỹ chỉ ở trong giới hạn nào đó hết mức của pháp lý quốc tế cho phép mà thôi. Nếu Việt Nam có quan hệ đồng minh với một nước nào đó thì chắc chắn lúc đó họ mới giúp Việt Nam bằng cách can thiệp trực tiếp bằng quân sự. Hiện nay Việt Nam không có quan hệ đồng minh với ai cả. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc nêu quan điểm của ông với AFA rằng Việt Nam nhiều lần tố cáo Trung Quốc xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông, thì Mỹ và các nước phương Tây đều kêu gọi Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhưng không ai lên tiếng bảo vệ hay ủng hộ chủ quyền của Việt Nam. Họ quan niệm rằng vấn đề chủ quyền của Việt Nam với Trung Quốc hay với các nước khác cần đem ra tòa án quốc tế để giải quyết. Bãi Cỏ Mây cách đảo Palawan của Philippines 105 hải lý, nằm ở quần đảo Trường Sa mà Việt Nam đòi chủ quyền toàn bộ. Philippines tuyên bố Bãi Cỏ Mây nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này. Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trái phép hầu hết Biển Đông thông qua yêu sách đường 9 đoạn và nói Bãi Cỏ Mây là một phần của lãnh thổ Trung Quốc. Hình ảnh tàu hải cảnh Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công tàu tiếp tế của Philippines ở khu vực Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 5 tháng 8 năm 2023. Trong năm 2020, ngoài một vài quốc gia ASEAN gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phản đối chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, một số các quốc gia phương Tây cũng có những động thái tương tự. Về việc nâng cấp mối quan hệ với Hoa Kỳ, hôm 29 tháng 7 năm 2023, Reuters đã dẫn nguyên văn lời Tổng thống Biden rằng tôi nhận được cuộc gọi từ người đứng đầu Việt Nam hết sức mong muốn gặp tôi khi tôi đến dự hội nghị thượng đỉnh G20. Vị này muốn nâng quan hệ với chúng tôi lên một đối tác quan trọng cùng với Nga và Trung Quốc. Mới đây, hôm 9 tháng 8 năm 2023, tại một buổi gây quỹ cho đảng Dân Chủ ở tiểu bang New Mexico, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông sẽ sớm thăm Việt Nam vì Việt Nam muốn nâng tầm quan hệ và trở thành một đối tác lớn với Hoa Kỳ. Nhận định về việc này, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc nói với AFA, đây là một cơ hội thuận tiện, bây giờ hoặc không bao giờ. Việt Nam phải nâng cấp quan hệ với Mỹ để tìm chỗ đứng bảo vệ an ninh cho mình. Tôi thấy rằng không phải nhà nước Việt Nam chủ trương theo Mỹ, dựa vào Mỹ hay liên kết với Mỹ để chống lại Trung Quốc hay chống lại bất cứ nước nào trên thế giới, mà Việt Nam đang thấy quyền lợi song trùng giữa Mỹ và Việt Nam. Hồi tháng 4 năm 2023, tại một cuộc gặp ở Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ để cùng các đối tác của Hoa Kỳ ở châu Á đoàn kết chống lại một Trung Quốc ngày càng quyết đoán ở Biển Đông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo .d với bản tin Việt Nam sẽ cô đơn nếu bị Trung Quốc ức hiếp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo .d.